Ờ, thì theo thống nhất hôm nay là bỏ qua xốp giã tẩu thì bắt đầu em sẽ bắt đầu từ ạc mũ, bắt đầu từ xốp mũ. Ok anh em, xốp mũ hôm nay ế, xốp mũ dạo này ế quá, chắc là bây giờ toàn mấy cái đồ linh tinh thôi, tháng lôi 19 thì không ai mua rồi, khả năng em phải thanh lọc lại mấy cái đồ không bán được nữa thì em cho phi xốp. Ạc này được 48 vạn, hôm nay thu họ nhanh để qua ăn event cho anh húp lọt 43 vạn đầu tiên. Từ anh bắp bé bỏng trở xuống là không không được công nhận nữa nha anh em nhé. Đấy. Số 12. Ế. Số mũ thì em thấy là khá là ế. Tại vì em đi qua em thấy số mũ gần như là còn nguyên. Ế tiếp này. Ấy tiếp luôn. Mũ bây giờ đa số anh em, tại vì cơ bản mũ cũng dễ trên da ấy. 164 vạn được nha. Nói chung là tiêu chí của cái shop mũ mà rơi vào khoảng được 500 vạn cái dàn mũ này là ok rồi này. Nếu cái dàn mũ này cơ bản 500 vạn là ok. Sáu vạn đẹp trai nha. Được đấy, được đấy. 161. Đúng rồi, cơ bản bây giờ mũ phải mắc ọp mới dễ bán được. Em sẽ thanh lọc lại cái dàn xốp mũ sau. Tại vì mấy cái mũ kháng lôi 19 các thứ này, chắc chắn là không bán được. Không ăn thua. 17. Có số 18 nhỉ? 111 vạn được nha. Được nha. Hình như là không có số 18. Bắt đầu từ số áo đi. Đây là số áo. Ui số áo này, cái áo này, mấy cái áo này khả năng là cũng phải thanh lọc. Mấy áo này ế quá anh em ạ. Hoặc là giảm tiền. Tại cơ bản là áo của em lúc nào áo cũng phục hồi 40 thì em mới bắt đầu treo. Áo nào mà bán 40 vạn nhỉ? Có cả những cái áo mình bán rẻ thế cơ. Ảo thật đấy. Bịp thật đấy. Shop 22. 138 vạn được nha. Cũng khá là ok đấy. Cũng khá là ok đấy anh em ạ. Hôm nay nhìn chung là qua shop áo, shop shop mũ, shop áo là hai cái shop mà khó bán nhất. Mà cũng được như này là cũng khá là ok anh em ạ. Tiếp theo là đến số vẫn à vẫn số áo được nha. Hôm nay em vẫn mong có một thằng nó bán được 1k vạn, em nghĩ là sẽ có một thằng bán được tiền k vạn. Anh em tin không, anh em đoán được không? Em hôm nay em có một cái dự cảm sẽ có một thằng bán được 1k vạn, tại vì hai hôm mà em không thua họ. Được nhờ. Shop áo mà cứ thế này là ô văn kê này. Em có một dự cảm sẽ có một thằng nào đó bán được 1k vạn. Nhất là một thằng vũ khí, hai là thằng trang sức. Đấy. 25. Tại vì hôm qua em chưa thu họ được. Hay quá, mấy cái thằng shop áo là thằng nào cũng có tiền, cũng có tiền. Mạnh dạn thằng 42 luôn, là thằng 42, là 42 là thằng xốp giày. Thằng xốp giày không có đâu. Chỉ có thằng xốp vũ khí và thằng trang sức thôi. Thằng vũ khí thì là từ xốp 60, còn thằng trang sức là từ xốp 70. Thì em nghĩ là chỉ có hai thằng đó là mới có cửa. Ngon. Có vẻ khá là ok, xốp áo này khá là ok này. Trải mới trải qua mấy cái xốp quần áo thôi mà khá là ok về tiền rồi. Bán được 1k vạn cho nó đi ký viện luôn nhưng gì nữa. Shop 27. Ra thêm event dự đoán shop 10k vạn à. Thế hôm sau nhé, hôm sau đi.
hôm sau đấy, hôm sau em sẽ có cái đó. Ví dụ tích 2 3 hôm thì em nghĩ sẽ có thằng bán được. Được nha, thằng Đai. Thằng Đai này. Thằng Đai được 286 vạn. Tại vì cơ bản anh em biết rồi, những cái thằng mà được ca vạn thường là thằng vũ khí. Chứ anh em không đi bắt thằng mũ hay là thằng áo đúng không? Thường là anh em bắt thằng vũ khí với thằng trang sức. Hai thằng đó bán chạy đồ. Thằng Đai này được 200 vạn là ok, thằng đó Đai 31 67 vạn. Hôm nay đúng là qua một ngày đi thu họ thì ông nào cũng cầm, ông cũng bán được đồ anh ạ, ông nào cũng bán được tiền. Qua một ngày đi 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 thu hoạch thì ông nào cũng có tiền. Bắt đầu đến xốp giày. 164 vạn, ngon. Nói chung là shop nào hôm nay cũng cũng có tiền. Khá là ok anh em ạ. Shop nào hôm nay cũng cũng khá là ok. Ngày mai em sẽ cập nhật shop tiếp. Chắc là sáng mai ngủ dậy em sẽ cập nhật shop. Ok à. Ok bị lag à. Thằng nào cũng được một vé đi nhậu à? Cũng được 110 vạn này, khá là ok đấy chứ. 1050000. Ngon đấy nhỉ? Khá là ok anh em ạ. Hôm nay sau một ngày thì nói chung là tất nhiên là nó sẽ dồn được 2 ngày liên tục. Xốp giày không biết nó có bao nhiêu thằng. Ôi giời ơi, chỉ có mình cái thằng số 42 này là ế anh em ạ. Thằng này làm việc cái này là chết dở rồi con. Hỏng rồi con. Shop toàn giày bi tít này, này, toàn giày khủng này, 40 20 này. Toàn giày bi tít như này này, 26 21 này. Ui giời, tóc 40 thế này. Toàn giày xịn thế này mà không ai mua. Thằng này chắc seller kém anh em ạ. 200 vạn khá là ok. Thằng nó khả năng phải sa thải anh em ạ, thằng 42 nó phải sa thải rồi. Hỏng. Làm ăn đấy là hỏng. 2 ngày trời không bán được một cái đôi giày. Thì anh em đúng không? KPI như thế thì ai mà chứa cho nổi. À, ạc này có 500 xu này. À, 40. KPI làm việc như thế thì chắc chỉ có đuổi việc cái chứ còn. Hiện tại 1 ca vạn thì được khoảng 220 đến 230 nghìn tiền Việt anh ạ. Được à, vẫn là giày đấy, giày bi tít phải bán như thế này. Chính ra có mỗi cái thằng hồi nãy số 42 là thằng không bán được tiền. Thằng này rất vớ vẩn. 2 ngày trời không bán ra được một cái gì. Láo thật đấy. Biết đâu nó ỉm tiền của mình nhỉ. Láo thật đấy, 2 ngày không bán được cái gì. 46, 46 có không? À 46 không có. 50. Bắt đầu đến bao tay có 138 vạn. 138 vạn. 33. Bao tay có vẻ khá là ế ẩm. Này thấy ít xu nhỉ, tại vì hôm qua đến hôm nay anh em BM em mua đồ nhiều nhưng em lười giao dịch quá. Lười giao dịch. Được nha, 391 vạn thằng này được. Bao tay lâu lâu mới thấy có hôm đủ. 386. 386. 386. Hôm nay không biết ai sẽ là người đoán chuẩn nhất đây. Ơ kìa. Gì này? 2 ngày trời cái thằng bao tay này làm việc chán thật đấy. Bắt đầu đến số vũ khí này. Trời ơi. 106 vạn. Đây là số, bắt đầu đến số vũ khí này. Chưa thấy thằng nào nổ hũ. Nãy giờ cao nhất là hình như là mấy là 400 vạn đúng không nhỉ? Đúng không? Thằng nào cao nhất là mới 400 vạn. Đến shop trang sức mới nhiều, em thấy shop trang sức khá là vơi anh em ạ.
67 vạn. Em thấy shop trang sức khá là vơi anh em ạ. Thằng này có 300 xu. Em nghĩ là shop trang sức hôm nay em có một cái dự cảm là sẽ có một thằng sẽ đủ 1k vạn. Shop 62. Thằng này có một vé đi ký viện. Thằng này được. Thằng này làm được nhá. Một vé cho mày đi ký viện. Được cái nhỏ. Thế chứng tỏ hôm nay không phải là thằng trang sức mà là thằng vũ khí anh em ạ. Đó, dự cảm của em lết là không bao giờ xịt được anh em ạ. Nhưng mà em dự cảm sai khi mà là thằng vào thằng vũ khí. Tức là không phải là thằng trang sức anh em ạ. Thằng này nổ hũ anh em ạ. Cả bạn. Thơm thơm. Được đó nhỉ. Đã đã đã. Thằng này cũng 300 vạn. Thơm. 336. Có 700 xu thơm như muối mít luôn. Thằng này được, thằng này ngon. Hôm nay nếu như mà có cái quả even, đoán mà anh em nào đoán vào thằng shop 62 là anh em bú nhỉ. Shop 64 chưa có, bắt đầu đến shop trang sức này, shop trang sức này mới giàu này. Bán phụ kiện vàng bạc này giàu lắm đấy, em nói sai đâu mà. Thằng đầu tiên đã 298 vạn rồi. 293. Nay thằng em vui cả không? Đó là 50k vui vẻ thôi. Kể cả nhà tài trợ vàng thì em OLED xin úp. Thằng 71 này bao nhiêu? Ôi, anh em thấy không? Mấy thằng bán vàng bạc đá quý này nó giàu lắm. Đấy. Một kim là bao nhiêu vạn? Một kim là 300 vạn anh ạ. Mấy thằng bán vàng bạc đá quý này ngon lắm. Mấy thằng bán trang sức này giàu lắm. Tổng là phải tí nữa tổng như ai tổng bây giờ. 301. Thằng này em cũng để lại 5 vạn anh em nhé. Thằng này em cũng để lại 5 vạn anh em nhé. Lừa anh em hả? Trời sao lại lừa anh em là sao anh? Ok sao lại bảo lừa anh em? Đúng thật đấy. 113 bao tiền? 111 vạn. Thằng này thì ít hàng. Bán được hàng cũng ok rồi. Tí nữa phải cập nhật đồ thằng này. Hay là làm ai cổ lên cao chết đâu có. 289 vạn. Ôi khá là mỏi, vai anh em ạ. Thu tiền đau hết cả vai. Thu tiền đau vai luôn đi. Thằng 75, 76, 77 này em nghĩ là phải có thằng trên 500 vạn. Hứa. Ôi, 260 mấy vạn nào. 258. Đồ cả bang hay của riêng lên đồ của em chứ. Bang nào sốc của em mà. Sốc 76. Chẳng lẽ không thằng nào trên 500 vạn à? Vẫn chỉ là 200 vạn. 213. Được top 1 phú hộ không? Anh Út Lót cầm cả 100k vạn. Dạ mà. 77. Ui, thằng này xém được 500 vạn anh em ạ. Thằng cuối cùng đấy. Rồi chúng ta hãy cùng chuẩn bị tổng kết ngày hôm nay xem được bao nhiêu. Chúng ta hãy cùng tổng kết ngày hôm nay được bao nhiêu tiền. Sau 2 ngày. Anh em đoán bao nhiêu đây? Một kim 5, một kim 5 là 450 vạn. 450 vạn nghĩa là 7.028 cộng với lại 450 vạn là bằng là 7.478. Đấy, 7.478 ngày hôm nay. Ai sẽ là người trúng thưởng ngày hôm nay? Chúng ta hãy cùng dò nào. Hiện tại đang 6K7 của anh CT Linh. Bao nhiêu?
bảy bảy k mấy nhỉ, bảy k mấy nhỉ, 7478, 7478. Ôi 7462 của anh Vũ Toàn kìa, 7462 của anh Vũ Toàn kìa, 7462 của anh Vũ Toàn này, 7888 của anh Lê Thanh Hà. Không, anh Vũ Toàn đang, anh Toàn Vũ đang gần nhất, anh Toàn Vũ đang gần nhất. Ui 7K4 của anh Võ Thiên kìa, khá là đáng tiếc. Ui 7K2 của anh Nguyễn Văn Dũng nữa kìa. Ui 7K4 của anh Võ Thiên. Ui 7777 nữa này. Ui, rất nhiều anh em đoán rất sát. Ui 7420 của anh Lê Văn Đạt này. Trời ơi. 7486 nữa này. Khá nhiều. Ui 7046 này. 7K này, khá nhiều anh em đoán gần đấy. Anh Toàn ăn rồi, anh Toàn Vũ ăn rồi. Đây em sẽ ghim cái của anh Toàn Vũ. Đây xem, anh em chỉ check lại xem có ai hơn anh Toàn Vũ không. Anh Toàn Vũ là 7462. Anh Toàn Vũ là 7462. Ok anh em nhé. Chúc mừng anh Toàn Vũ nha. Chúc mừng anh Toàn Vũ. Anh Toàn Vũ chỉ chênh khoảng tầm mười mấy vạn thôi. Chỉ tầm chênh khoảng tầm 14 15 vạn thôi. Ok, cảm ơn tất cả anh em theo dõi quả event thu họ của em Bullet nha.